đang làm gì rất là đông mà. Có người hình như là đang rửa mấy cái cái ngói á hả, rửa ngói của chánh điện á hả. Dạ, cái này mọi người đang rửa cái ngói của chánh điện nha cả nhà, cái nào dùng lại được thì dùng nha cả nhà. Ngói này lâu năm vẫn còn tốt quá ha. À, cái này nữa mình sử dụng lại không? Cái này mình rửa xong mình sử dụng lại không? À, mấy đứa nhỏ bên kia cũng rửa nè. Đây có cái hồ nước này rửa đã ha. Bên đây nhóm đây nè cả nhà. Rất là vui luôn ha, buổi sáng vui quá ha. Vậy hả? Biết sao không? Hôm qua vô á thấy chưa vô chắc nghỉ hết rồi, nghỉ trưa rồi. À, thì vô chủ nhật hôm qua vô thì chắc buổi trưa là nghỉ hết rồi. Dạ. Ở sớm mọi người lại tiếp chút ha. À vậy hả? Ở đâu cũng lại tiếp hết. Mình vòng đây nghe cả nhà. Mọi người lại tiếp để rửa ngói của chùa ha. Còn bên kia thì bên đây thì phụ nữ. Bên đây thì phụ nữ làm mấy công việc nhẹ với trẻ em. Còn bên kia là mấy người nam làm công việc nặng là chính điện thì hôm nay được phá phần trên rồi nghe cả nhà. Phá phần trên hết trơn ha. Toàn là thủ công không ha. Nhân công buổi sáng rất là đông luôn. Mọi người đến đây để giúp chùa để hạ cái chánh điện xuống rất là đông. Bên này trời, đây là chỗ mấy anh làm cái nhà. Thanh niên thì làm chỗ này ha, để chánh điện luôn ha. Ở trong còn tượng Phật rồi cái này. Còn tượng Phật ở trong chưa có lấy nha. Thanh niên thì làm việc nặng, còn phụ nữ thì rửa ngói. Thôi à, ta làm lu bu em ơi. Kệ đi. Má anh zoom tới mà. Đó, bỏ xuống vậy sao dám vô. Kệ đi, quay ở ngoài đi. Bữa nay chưa có xe cuốc ha. Mai hả? Hôm qua anh cũng có vô nữa mà anh vô buổi trưa cái nghỉ hết trơn. Ờ. Hôm qua nghe nói đông lắm hả? Phía trên nóc chánh điện đã làm được mớ rồi cả nhà. Băng xuống thì ghê quá à. Không có dám vô trong đó rồi cả nhà, đứng ngoài rồi thôi nha. Lớn xuống mình đập nhỏ lại thành bích con nữa nè. Mỗi người một công việc rất là vui luôn.
nay rất là đẹp để cho mọi người làm nghe ha nha. Cái nóc chính điện bữa Trường Dương vô là còn cao, rất là cao ha, bữa nay người ta hạ xuống còn nhiều. Vậy là cái phần dưới để khóa tường và khóa mấy cây cột thì để dành cho xe cuốc nha cả nhà. Cái này mỗi người công việc. Thanh niên thì làm bên đây với mấy người lớn tuổi. Mấy cây cột đem xuống thì đập nhỏ lại để làm bích to nha cả nhà, để di chuyển cho nó. Đây có cái bãi cỏ nè, mát quá trời luôn nha. Cái bãi cỏ này rất là sạch ha, bên hông chùa ha. Ở đây có mấy đứa nhỏ chơi đu xích đu nè. Cái sân này để cho mấy đứa nhỏ chơi rất là vui luôn. Trời ơi, đây chị Dương tiếp tục đi qua bên kia ghi hình mấy chú kia ha. Đây cũng chính của chùa Phúc Đức nha cả nhà, cũng chính của chùa Phúc Đức đó. Rồi đây là chánh điện đang dỡ ra. Sala à, đây là góc chính giữa luôn. Đây là phía trên nè, mấy thợ vẫn còn làm, đang làm phía trên nữa cả nhà. Phía dưới thì mấy bác mấy chú đang đập gạch ra để cho nó nhỏ thành bích to để đi ra di chuyển cho nó dễ nha cả nhà. Vậy là xe cuốc vài ngày nữa mới vô cả nhà ơi, để giật gấp tường ở dưới. Phía trên nè là ở trên là cái đoạn trên là hoàn thành nè cả nhà. Giờ là đem gạch xuống dưới. Đây là phía trước của chánh điện chùa thì mấy chú cũng đang làm ha. Hôm qua chắc vui lắm á, tại vì hôm qua nghe nói đông lắm, cả trăm người mà. Bụi cát nhiều lắm nên Trường Dương không có dám lại gần nha cả nhà. Bên đây là đập cái nền trên của chánh điện nha cả nhà. Làm cũng lẹ quá các bạn. Mấy bác này lớn tuổi cũng đi tiếp chùa cả nhà, ở đâu cũng lại tiếp chùa để làm hạ chánh điện nha. Làm công quả rất là vui luôn nha cả nhà. Đông quá trời đông, hôm qua nghe nói là đông dữ lắm á, trong ngoài người á cả nhà. Hôm nay đi làm hết rồi, mỗi người tiếp một tay. Ở đây có cái hồ này rửa nước thoải mái nè,
nhóm nhóm vui quá. Vậy đó hả? Hôm qua không vô được buổi sáng, vô được buổi sáng chắc vui lắm. Có mấy cô này làm cái rồi Duyên Dương kết thúc video cả nha. Anh chị đi cũng lại tiếp ha. Ở đây có một cái hồ rất là đẹp, có cá dưới đó nè cả nhà. Đây nhóm hôm qua nghe nói đông lắm. Đây cũng được nhóm ngồi. Giờ này mọi người cũng đang nghỉ giải lao rồi cả nhà. Vậy thì Truyền Dương xin kết thúc video tại đây. Truyền Dương xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem kênh của Truyền Dương rất nhiều. Truyền Dương xin chân thành cảm ơn.